Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp với Sở Du lịch thành phố cùng với các sở ngành, đơn vị liên quan để bàn về các phương án khôi phục hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng trong tình hình bình thường mới. Cùng dự có đại diện các hội, hiệp hội du lịch, các chuyên gia trong lĩnh vực. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị các ngành, đơn vị, nhất là Sở Du lịch thành phố, khi xây dựng phương án khôi phục hoạt động du lịch phải bám sát kế hoạch phục hồi kinh tế tổng thể của thành phố. Vì du lịch là một lĩnh vực tổng hợp nên kế hoạch này phải có sự phối hợp cụ thể giữa các ngành. Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn cũng nhấn mạnh, thành phố xác định 5 lĩnh vực du lịch mũi nhọn gắn với phát triển bất động sản nghỉ dưỡng để có thể hoạch định một chiến lược phục hồi phù hợp và hiệu quả với mục tiêu này, cần phân định kế hoạch thành ngắn hạn và dài hạn. Trao đổi tại cuộc họp, Sở Du lịch cho biết đã lấy ý kiến nhiều lần từ các chuyên gia, các nhà đầu tư, hội, hiệp hội du lịch trên địa bàn thành phố để hoàn thiện phương án khôi phục. Cụ thể, căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay của các địa phương trên cả nước đã được kiểm soát, cùng với đó tỷ lệ tiêm chủng vaccine mũi 1 tại Đà Nẵng đạt hơn 70%, các hoạt động dịch vụ bắt đầu nới lỏng khi thành phố chuyển sang trạng thái mới, thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Đây là thời điểm phù hợp để khai thác lại thị trường khách du lịch. Tuy nhiên, do sự phức tạp của biến chủng Delta, ngành du lịch Đà Nẵng đã thay đổi chiến lược để tiếp tục bám sát tiến độ tiêm chủng và trạng thái của thành phố. Trong đó, sẽ tập trung vào 10 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, ngành cũng xây dựng phương án cụ thể để đón khách du lịch nội địa và khách quốc tế thời gian tới. Trong đó, chia thành nhiều giai đoạn ứng với từng mức độ an toàn về điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Nhiều ý kiến chuyên gia tại cuộc họp cũng đề xuất thành phố tập trung vào hai thế mạnh hiện giờ, là du lịch gắn với thương mại đầu tư và du lịch quốc tế gắn với hộ chiếu vaccine để đẩy nhanh lộ trình khôi phục.